Quay trở lại bản tin cuối ngày của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa cả nhà, do mưa nắng thất thường, do đó nguyên ngày hôm nay đi lên trên cái nhà để mà chống dột. Do đó là toàn bộ video clip về buổi trưa hôm nay Full Game Mobile không có lên được. Cũng rất là mệt mỏi các bạn. Thì tối nay tính không có lên trên mạng nữa mà nhớ mọi người quá, do đó là lên nói chuyện một tí rồi xuống. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2023, tức là còn 2 ngày nữa thì nó sẽ qua tháng 1 tháng 8 năm 2023. Tại sao tôi phải nhắc vấn đề này? Thì vấn đề này là nó có ảnh hưởng đến cái sự việc mà tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Có thể là trong tháng 8 năm 2023 vụ án của Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra, và theo dự đoán của tôi, bên chủ quan của tôi, thì ngay khi vụ án diễn ra thì sẽ tạm đình chỉ vụ án một lần. Tòa có quyền làm điều đó. Còn hiện tại bây giờ thì tòa không có quyền trả hồ sơ điều tra lại, thậm chí là viện kiểm sát cũng không có quyền trả hồ sơ lại. Thì như cái sự phỏng đoán của tôi và anh Bình Lê ăn 2 chai bia, đó là anh Bình Lê dự đoán vào tháng 9, tôi dự đoán vào tháng 8. Dự đoán vào tháng 9, như vậy là tại sao anh Bình Lê lại dự đoán vào tháng 9? Anh có nguyên nhân. Để em nói một tí xíu cho mọi người hiểu cái vấn đề này. Giao lưu mọi người một tí xíu, rồi vấn đề thứ hai nữa là chúng ta lại nói về chị Đinh Lan tiếp tục. Ok. Nhiều khi không muốn nói mà cứ gặp cái miệng ngứa nó hoài các bạn. Chắc tôi bị chị Đinh Lan thương quá. Tại sao cái sự việc tiếp theo của chị Hằng là cái gì? Sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận quá trình điều tra và vẫn giữ nguyên cáo trạng, tức là sẽ truy tố ra tòa với cái cáo trạng là bà Hằng sẽ bị vướng vào cái khung 2 của điều 331, là sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Có một cái gợi ý ở đây á, của anh Bình Lê là số 9, tức là vụ án của chị Hằng sẽ diễn ra vào tháng 9. Tại sao diễn ra vào tháng 9 mà không diễn vào tháng 8? Diễn ra vào tháng 9 là có nguyên nhân. Tức là tháng 3 năm 2022 là tạm giam bà Hằng. Tới tháng 9 năm 2023 là như thế nào? Là bao nhiêu ngày? Trong các bạn nghĩ đi. Số 3 cộng số 6 là số 9. Như vậy là 18 tháng. 10 tháng tháng tạm giam bà Hằng. Và con số này quá đẹp. Quá đẹp cho mở phiên tòa ra, sau đó công bố tội của chị Hằng, rồi sau đó phối hợp với những cái vấn đề mà chị Hằng làm từ thiện, cũng giống như là những cái bằng khen được cấp cấp tỉnh, cấp nhà nước, thì sẽ làm gì các bạn? Thì sẽ phóng thích bà Hằng tại tòa luôn. Đúng chưa? Đúng không? Mình Lê, em nói gì đúng không anh? Đúng chưa? Em nói như vậy anh Đình Lê đồng ý chưa? Anh nói số 9 đó, nhưng mà em nói được số 8. Số 8 là như thế nào? Số 8 là vào 20 tháng 8 năm 2023 phiên tòa sẽ diễn ra và phiên tòa sẽ đình chỉ lại một lần. Và tới đầu tháng 9 là ngày 1 tháng 9 năm 2023 sẽ diễn ra và kết thúc vào 5 tháng 9 năm 2023. Sau đó phóng thích bà Hằng tại tòa luôn. Làm gì được không anh Bình Lê? Được chưa? Đó. Trong cái quá trình này á, là đúng chưa? Phải chăng em đi guốc vào trong bụng anh rồi? Hiện tại bây giờ vẫn chưa có thông tin nào về cái sự việc mà diễn ra phiên tòa của bà Hằng. Tuy nhiên, trong thời gian này là thời gian rất nhạy cảm và cơ quan chức năng người ta đang cân nhắc để mà xử thế nào cho hợp tình hợp lý câu chuyện này. Câu chuyện về chị Hằng bắt dễ mà tha khó. Đó, do đó là trong giai đoạn này rất là nhạy cảm. Có thể chị Hằng sẽ phản đam lại sau khi được thả tự do, hồ không chừng. Do đó là cơ quan chức năng người ta sẽ cân nhắc cái sự việc mà bắt và tạm giam như thế nào nó hợp lý. Tất nhiên là trên cái quan điểm ở đây chúng ta chỉ cùng nhau suy luận về một vấn đề nào đó thôi. Chúng ta chưa có căn cứ về mà cái sự việc mà chúng ta nói. Ví dụ như tôi và anh Bình Lê có căn cứ bảo rằng chị Hằng đã làm rất nhiều điều tốt cho xã hội, có những bằng khen cấp tỉnh, cấp trung ương, thì chị Hằng sẽ được giảm nhẹ tội. Cái vấn đề thứ nhất.
Cái vấn đề thứ hai ở đây á, là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải là vấn đề được giảm nhẹ tội một lần nữa. Và vấn đề được giảm nhẹ tội một lần nữa, thêm một lần nữa, một lần lại thêm một lần nữa, tức là ba lần. Đó là cái gì? Lỗi một phần do bị hại. Và bất ngờ nhất ở trong cái câu chuyện này đó là cái vấn đề có phát sinh thêm ông Huỳnh Uy Dũng. Trong cái vụ án của chị Hằng thì ông Huỳnh Uy Dũng đóng cái vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng với luật sư Kim. Ok chưa? Nhưng mà em luật sư Kim ổng đi qua nước ngoài rồi. Do đó chỉ còn ông Huỳnh Uy Dũng mà thôi. Vấn đề thứ hai nữa trong cái câu chuyện này đó là vụ án của Hằng Ni. Vụ án của Hằng Ni thì hai vợ chồng ông Dũng đều là người bị hại. Đúng chưa? Đúng chưa các bạn? Do đó cái sự bất ngờ ở đây nó sẽ diễn ra vào, em cũng nghĩ vào cuối tháng 12 năm 2023 và đầu tháng 1 năm 2024. Tôi nghĩ rằng vụ án của chị Hằng Ni sẽ diễn ra vào năm 2024. Ít nhất là cũng phải điều tra 6 tháng đến 9 tháng chứ không phải là đơn giản. Cái vụ án của chị Hằng Ni rất phức tạp. Đúng ra ngày hôm nay á là mình sẽ làm cái gì các bạn? Đúng ra ngày hôm nay mình sẽ phân tích về vấn đề những người có liên quan đến vụ án của chị Hằng Ni. Nhưng mà hôm nay mình bận quá, mình sẽ dùng cái bản tính PowerPoint để mình phân tích. Nhưng mà thôi, hẹn các bạn trong những bản tin tiếp theo. Trong cái câu chuyện của chị Hằng Ni có vấn đề rất phức tạp và có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài ở đây là ai? Là Thái Văn Đường. Cái vụ án này rất phức tạp, do đó là tôi nghĩ rằng cái quá trình điều tra sẽ kéo dài lắm, dài hơn chị Hằng, chị Hằng Ni nhiều. Và cái quá trình điều tra này thì nó nằm ở trong vòng bí mật. Tại vì hồi đó tới giờ, từ khi chị Hằng Ni bị bắt tới bây giờ mới có thông tin là sẽ điều tra thêm một số người có liên quan theo cái đơn của chị Hằng. Mà cái này không có ghi rõ là có liên quan với chị Hằng Ni hay là cái diễn điều tra này là do bà Hằng yêu cầu. Các bạn hiểu chưa? Giam chị Hằng như vậy là không công bằng. Công thì đâu có bằng bạn. Cái vấn đề mà giam lâu và giam mau đó là do cơ quan chức năng người ta thận trọng. Thận trọng trong cái quá trình xét xử vụ án này thì tôi cũng không có ý kiến gì về vấn đề này cả. Cái vấn đề ở đây á, là điều tra các fake youtuber, fake facebooker mà không biết là do chị Hằng yêu cầu hay là nó có liên quan đến vụ án của Hằng Ni. Đó là vấn đề hết sức là khó hiểu nha các bạn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Những facebooker, youtuber mà bà Hằng yêu cầu điều tra hay là nó có liên quan đến cái việc điều tra của chị Hằng Ni. Bao nhiêu youtuber đã được mời lên để làm việc theo danh sách của chị Hằng thì 35 youtuber đúng không? 35 youtuber. Những cái youtuber này là những cái người như thế nào? Có ai biết cái danh sách của những 35 youtuber này không? Số 6 là Ngô Trang. Số 7 là Kim Liên. Ủa sao tôi mất tiêu rồi? Các bạn chờ chút. Số 8 là Việt Hà. Số 9 là Nhị Hà. Số 10 là Hoa Hạ. Số 11 là Phạm Ngà, bị bắt rồi. Số 12 Happy Media, bây giờ đổi tên là Happy Famous. Tức là cái nông trại vui vẻ. Là cái thằng hôm qua tôi nói các bạn là nó đã đi qua bên Úc rồi đó các bạn. Số 13 là anh chàng rất đẹp trai các bạn. Đó, anh chàng Phan Phong. Số 14 Giác Tịnh Nhân, Lê Văn Nguyên Đức. Số 15 Vô Thường. Vô Thường đang bị điều tra, không biết là ai nữa cái nick này. Số 16 Bảy Gà, tức là Kim Mao Sư Dương Hoàng Ngọc TV. Số 17 Hai Lúa, nick Bình Ngọc Thiên Vương, chửi thê cho Việt Hà. Đó. Số 18 là cái chị gái chúng ta sắp sửa mà phân tích về chị này, đó là Đinh Lan. Số 19 là cô Diệp Già, Diệp Đậu đó. Số 20 là chị Duyên Mai. Số 21 là Lê Minh. Số 22 là Lisa Phạm, là thành đồng thắng động đó, bà con dòng họ với chữ Bắc Quy. Số 12 Thiện Thông Vlog. Số 13 Cùi Bắp Tiên Sinh. Số 25 cô Lan Hai Lúa, là cái người mà quen với Tịch Thất Bồng Lai đó. Số 26 là luật sư Thanh Trần, là cái cô kế toán á.
27, luật sư Trần Văn Sĩ bị hốt rồi. 28, Quỳnh Như. Quỳnh Như đã quay xe rồi các bạn. 29, Ba Giai TV. 30, Đinh Thu Hiền. 31, đồng chí hiệp sĩ Nguyễn Xuyên. 32, Trang Khàng bị bắt hụt. 33, Ma Sơ Vui Vẻ. Ma Sơ Vui Vẻ là một cái người cũng là hai mang. Đầu tiên là nhảy vào ủng hộ chị Hằng, sau đó bị chị Hằng bóc phốt hay quay ngược lại chửi chị Hằng. Và bây giờ tôi nói các bạn á, là cái lượt xem rất là thấp. Rồi tiếp tục là ai nữa? 34, Sớm Nhiều Chuyện. 35, Hot News. Hot News bây giờ cũng biến mất khỏi hai mạng xã hội rồi. 36, Đàm Ngọc Tuyên cũng trốn luôn, thành phần phản động. 38, Maria Trần. 39, Trương Quốc Huy. 40, Nguyễn Trang Đài bị xóa kênh YouTube rồi. 41, Cele TV phản động. 42, Trà My. 43, Vợ Chồng Thu Phương Dũng Tay Loa. 44, 45, Thái Văn Đường bị hốt rồi. 46, Cô Gái Đầu Lông. 47, Mẹ Nắm. Hết rồi. Đó là những cái YouTuber mà chị Hằng có yêu cầu là làm rõ với những người này. Thì có ở đây tôi nói các bạn là không biết là không biết sao. Ba cái tên đầu sỏ chỉ có một tên một à. Còn Thám Tử Cao và Trang Mina tại sao không có trong cái danh sách này? Thì tôi nghĩ rằng là chưa cập nhật kịp thời. Số 1 là ai? À là ông thần Y Võ Nằm Yên. Thứ hai là Đức Hiển. Thứ ba là Hằng Ni bị hốt rồi. Thứ bốn là Cô Giàu. Thứ năm là Vi Oanh bị triệu tập. Đó. Thì đó là một số người mà chị Hằng yêu cầu làm rõ. Ở đây tôi hỏi mọi người là làm cái này là theo cái yêu cầu điều tra về vụ án của Hằng Ni hay là những cái người này theo yêu cầu của chị Hằng thì chúng ta cũng không biết. Trong vụ án của chị Hằng thì chỉ có 10 người và 2 người có liên quan là ông Dũng và luật sư Kim. Thì tôi đã dự đoán với mọi người rồi, anh Bình Lê dự đoán ngày ra tòa là tháng 9. Còn tôi dự đoán ngày ra tòa vẫn tháng 9, nhưng mà trước đó một tháng, tức là ngày 20 tháng 8 sẽ diễn ra trước. Và tới 20 tháng 9 thì chính thức. Dự đoán của phiên tòa này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, y chang như lúc trước mà tòa án người ta dự trù đó là diễn ra là 1 tháng 6, thì nó sẽ diễn ra vào 1 tháng 9 và kết thúc vào 5 tháng 9. Nhưng trước đó nó sẽ diễn ra vào 20 tháng 8, nhưng mà nó sẽ đình chỉ lại là do thiếu vắng một số người, người ta triệu tập không được, thì theo quy định là như vậy. Và 20 ngày nếu mà cái phiên tòa sơ thẩm diễn ra thì người ta có hai từ 30 ngày, 20 ngày đến 30 ngày để mà quản phiên tòa. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ diễn ra vào tháng 8, nó quản một cái mà tới tháng 9 sau khi diễn ra rồi, sau đó cái là được thả tự do luôn. Sau khi thả tự do ra thì các bạn đừng có lo cái sự việc và Phan Phong hay là Trang Vina, Thám Tử Cao và một số cái kênh YouTube khác tính núp lùm đó, tính chạy đỏ chạy đạn đó thì không chạy được đâu. Tại vì sao? Những cái YouTuber yêu mến chị Hằng sẽ gặp chị Hằng và cung cấp cho một số thông tin về cái sự việc lúc chị Hằng bị tạm giam, những cái kênh này dò xém như thế nào, và họ sẽ cung cấp những cái video clip mà những cái kênh YouTube này xóa. Kênh Trang Vina xóa trên 1.500 video clip, Thám Tử Cao xóa trên 500 video clip, Phan Phong xóa trên 500 video clip. Hiện tại bây giờ họ vẫn còn phân tích về chị Hằng. Tuy nhiên thì họ muốn ngã bởi chị Hằng ngã không được. Tại vì sao? Tại vì khán giả không đồng ý vấn đề này. Cũng giống như mình nói tha thứ cho những người đó đi thì khán giả không chịu. Khán giả buộc là phải xử những người đó. Các bạn đừng có lo. Trong cái vụ án của chị Hằng sắp tới, có thể là những cái con lươn nó sẽ chạy được, nó không chui vào lọ được, nhưng trong vụ án của chị Hằng Ni thì không chạy được đâu. Tôi nghĩ rằng trong danh sách mà hồi nãy tôi đọc đó thì sẽ mời hết.
sẽ mời hết không trừ người nào cả, thì các bạn biết là một đấu với 40, 48 luôn, thì các bạn biết những cái người mà có yếu tố nước ngoài thì chúng ta không làm gì họ được. Trong cái danh sách này thì lại không có Tony Phạm. À, các bạn ngộ không? À, từ từ, không biết là chị Hằng sau khi ra ngoài đó, chị Hằng có tha thứ cho Tony Phạm hay là không, cái vấn đề tôi không biết. Nhưng mà Tony Phạm bây giờ đã quay xe rồi. Những cái nhân vật mà chủ chốt trong câu chuyện này giống như Thanh Trần và Nguyễn Tiến Dũng, sắp tới tôi sẽ chăm sóc họ. Mặc dù họ không có nói về chị Hằng nữa, nhưng phải nói cho mọi người biết rằng đầu dây mối nhợ là do những cái người này. Đó, anh Mai Viết Cường á, thấy không? Anh cũng không có đồng ý. À, anh không có đồng ý về cái sự việc mà anh không có đồng ý cái sự việc mà tha thứ cho những người này thì ok. Tôi nói các bạn á, giống như tôi là cái người vô sau, do đó tôi không có cảm thấy là cái sự việc này không ảnh hưởng gì cả. Nhưng những cái người vô trước, như anh Mai Viết Cường, anh đi nhiều kênh YouTube anh coi, thì anh không tha thứ những người đó. Không tha thứ có cái nguyên nhân, có nguyên nhân như thế nào? Những người này là những người có ăn học. Xin chào chú Hữu Thiên, xin chào anh Bình Lê, tôi không chào mọi người được, người thông cảm nha. Những cái người này là người có ăn học, là những người này có trình độ học vấn và có trình độ chuyên môn. Nhưng mà tự nhiên vô duyên vô cớ tấn công vào cái quỹ Hằng Hữu và bảo rằng oxy là Trung Quốc, của Trung Quốc, thì các bạn thấy bất ngờ không? Một cái người có ăn học mà cứ đi nhắm vào một cái sự làm từ thiện của người ta, thì cái đó là cái điều bất hợp lý. Bất hợp lý cho một cái người YouTuber bảo vệ lẽ phải. Và thậm chí là họ dựng lên cái chuyện động trời động đất, đó là cái sự việc mà họ bảo rằng bên phía Đại Nam dựng nên một cái vị thần y là ông Võ Hoàng Yên đó. Bây giờ không, à, hai bên không có còn làm việc với nhau nữa, do đó là hai bên bóc phốt với nhau, chứ bên Đại Nam cũng không có tốt lành gì cả. Họ cố tình họ làm như vậy. Tại vì sao? Bên Đại Nam người ta làm rất nhiều điều tốt. Bây giờ chúng ta là một người đàng hoàng mà chúng ta tấn công một người tốt, do đó họ phải có một cái lý do nào đó để họ chụp mũ bên Đại Nam. Thậm chí họ còn nói bên Đại Nam làm ăn với người Trung Quốc thế nào thế kia nữa. Ủa, cái chuyện người ta làm ăn với người Trung Quốc hay là người ta làm ăn với người Ấn Độ là cái chuyện của người ta, có liên quan gì tới cuộc sống của các bạn đâu. Còn cái oxy của Đại Nam cho, người ta cho, người ta có bán, người ta ghi rõ trong đó là oxy quỹ Hằng Hữu miễn phí, người ta có ghi cái chữ phí nào vô đó đâu. Đó, thì các bạn biết là ông Quỳnh Bi Dũng cũng là ông cũng đã có những cái tâm sự thăng trầm ở trên kênh mạng xã hội. Ổng bảo rằng ổng âm thầm ổng đặt 50.000 vỏ oxy. À, các bạn biết á, một cái vỏ oxy là bao nhiêu tiền? 50.000 vỏ oxy, tôi cho một cái vỏ oxy là 500.000 đó, là nó ra bao nhiêu tiền các bạn? Các bạn lấy 500.000 mà các bạn nhân cho 50.000 nữa thì nó phải ra là 2.500 tỷ không? Đó là lý do tại sao 250 tỷ. Đó là lý do tại sao bà Hằng bảo rằng á, là âm thầm đặt 50.000 vỏ chai oxy như vậy, là một tháng phải đóng lời 3 tỷ đồng. Một bình oxy bên Đại Nam vừa bán vừa cho ha, vừa làm từ thiện luôn, một bình chỉ 2 triệu thôi, là họ đút trong túi họ 100 tỷ. Mà họ không làm điều đó. Họ không làm điều đó, họ chia hơi thở cho cái người bệnh đến mức hết còn hết tiền thì thôi. Tại sao Trang Vina, Thám Tử Cao và thằng Thang Phong, cái việc làm này rất là tốt, mà nó tụi này cũng là cái người có trình độ, có ăn học, mà tại sao tụi này lên đến nó xấu người ta? Thiệt tình này không, cái vấn đề này các bạn thấy rõ ràng không? Mà bây giờ khán giả nó vẫn khen nó là nó đúng. Tại vì sao? Nó đã dẫn dắt khán giả nó đi theo một câu chuyện của nó dịch ra. Nó dịch ra ông Dũng và bà Hằng là một người rất ác ôn, một người đã bắt tay với Trung Quốc hay là bắt tay với phản động thế nào đó. Nó tự nó nói với khán giả nó như vậy và khán giả nó tin. Tôi nói các bạn, những cái người trong cái kênh của nó là những người của nó luôn, trong cái nhóm của nó, một cái nhóm cực đoan của nó. Tức là cái việc đúng việc sai tôi không biết, miễn sao thằng Phan Phong hay là thằng Thám Tử Cao nó lên nó live stream là vô khen à, chứ không cần biết. Các bạn thấy rõ ràng bây giờ tụi nó tiếc hùi hụi, các bạn thấy không? Tiếc hùi hụi là sao? Đúng ra những cái thằng giỏi như vậy nó sẽ đứng bên lẽ phải, nó bên giật bên Đại Nam, thì bây giờ tôi nói các bạn, một video clip của nó ít nhất cũng phải được 30.000 đến 50.000 khán giả xem. Mà bây giờ các bạn thấy không, nó cũng chênh lệch với tôi không có bao nhiêu. Bây giờ một video clip của mình khoảng 14.000 lượt xem á các bạn.
cũng bằng phân nửa của nó, mà trong khi nó làm về Đại Nam rất rất là nhiều lần như vậy. Nó không có thể chen chân vào để bảo vệ chị Hằng thì thôi, nó im, nhưng mà không, nó đứng ở một thế giới khác. Và từ một cái thế giới mà nó lập nên một cái hình tượng mà ông Dũng, bà Hằng trốn thuế thiếu nợ này kia, rồi nó bung ra cho ai? Nó bung ra cho những cái người mà có tiếng nói trên mạng xã hội, mặc dù những người này không biết về YouTube. Nó bung ra cho chú Sĩ, nó bung ra cho Đinh Lan, để Đinh Lan nói. Bà Đinh Lan này bà trốn, bà sợ muốn chết, bà quen biết với ai mà bà biết những cái tin mà giống như Đại Nam cầm cố tài sản này kia, thậm chí rất là mạnh miệng. Một chút xíu tôi phân tích nè, là dám kiện luôn cả báo công an nhân dân rồi báo Tuổi Trẻ về việc biết sai về mình. Thì tôi nói các bạn, từ đây đến đó có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là trong câu chuyện của chị Hằng, người ta sẽ làm rõ những cái YouTuber câu view câu like. Còn trong cái vụ án của chị Hằng Ni thì người ta sẽ mời hoặc là triệu tập lên với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ có liên quan đến Hằng Ni. Tôi nói các bạn cứ nhịp dò, các bạn cứ nhịp dò ha, các bạn cứ ngồi chơi đi. Trong vụ án của chị Hằng, khi vụ án của chị Hằng kết thúc, tôi nói các YouTuber này, tôi đọc tên á, nó trốn sạch, nó trốn hết cho các bạn xem. Nó trốn hết cho các bạn xem nè. Trong câu chuyện của chị Hằng á, là kết thúc rồi. Thì tôi nói chị Đinh Lan chị ho cái là lụm chị liền. Đinh Lan nói công tướng Ngọc là chống lưng, không ai chống lưng đâu. Tôi mới ngày hôm qua, đúng ra tôi phải đi đám ma mới đúng. Đám ma cũng lớn lắm các bạn. Có dòng qua của đại tướng, có dòng qua của đại tướng nữa. Tôi quên kêu mấy người bạn tôi chụp hình cho tôi để tôi lấy le với chị Đinh Lan thử. Thử coi cái đám ma này nó lớn giống như đám ma của chị Đinh Lan nói không. Rất tiếc là nhà có con nhỏ cho nó không đi được. Uổng ha. Phải tôi đi đúng đó tôi quay phim cho các bạn xem. Coi những cái người mà tôi quen biết giống như chị Đinh Lan, coi ai hơn. Thấy các bạn, tức quá. Tôi có dặn thằng em tôi nó quay, mà có cái là trong đám ma thì nó không có được quyền quay, thì tôi mới được quyền quay thôi mà thôi. Tự nhiên trong đám ma của người ta, tự nhiên mình lên mình quay cho kỳ. Đó, thì tôi nói các bạn theo cái dự đoán, chừng nào diễn ra phiên tòa và cái người trong cái danh sách mà chị Hằng 40 mấy người đó là sẽ bị mời như thế nào.